Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã từng trải qua phần 1 của Ám ảnh biệt thự quỷ ám và chúng ta đã biết được rằng là Trung và Minh đang cùng nhau đến một cái biệt ngôi biệt thự rất là cổ quái và có phần kỳ dị ở trong đó. Thì để tiếp theo trong phần 2 này sẽ hé lộ ra được những cái điều gì khi mà Trung và Minh sẽ cùng nhau đi tới những cái căn phòng riêng biệt trong cái ngôi biệt thự đó thì ngay sau đây mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe ngôi biệt tự quỷ ám qua phần diễn đọc của ngọc lâm và hẻm chuyện ma trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em dịch chuyển này xin trân trọng cảm ơn chung xoa xoa khuyên tai tròn xoay trong lòng bàn tay bây giờ khuyên tai hoàng tiểu thư đã có còn ba thứ nữa đến phòng của bọn họ tìm thử xem ước. Mình ở một tiếng chúng ta lên lầu hai trước trung vừa định bước dậy hô được chợt nhớ tới cái người cầm con dao vẫn còn đang ở ngoài hành nguyệt cậu run cầm cập rồi nói cứ như thế này mà đi ra ngoài hay sao lỡ người đó chờ ở hành nguyệt à đúng rồi con cửa sổ mà ánh mắt của cậu liền sáng lên bước đến bước mạn định kéo ra sắc mặt của minh chợt biến sắc ấy hey, đừng chạm vào nhưng đã chậm. Tiếng sấm kêu ầm một tiếng, một đạo tia chớp kéo thẳng xuống, đôi mắt trùng đau rát, tiếng sấm ầm y một lần nữa đã lại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Động tĩnh quá mức kinh người, như là búa tạ nện xuống, Trung đau không chịu nổi, nhắm mắt lùi về phía sau mấy bước, thẳng đến khi ngã vào vòng tay ấm áp. Cậu dừng bước, muốn mở mắt nhìn. Minh! Một bàn tay mềm mại, hơi lạnh, che khuất đôi mắt của cậu. Con người đau nhức dường như đã đỡ hơn được rất nhiều. Giọng nói dịu dàng như xua tan sự sợ hãi trong cậu. Đừng nhìn. Trọng nháy mắt, bức màn bị túm ra. Bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp. Phản chiếu bóng dáng của hai người. Sắc mặt bọn họ trắng bệch như là giấy. Đôi mắt thì bị móc mất. Chảy hai lỗ máu to. Khẽ nhách miệng như muốn kêu gào trong sự tuyệt vọng. Minh ôm cậu rồi quay người đi lên mấy bước. Mở to mắt, đừng quay đầu nhìn. Trung từ từ mở mắt. Trước mắt của cậu là cánh cửa trắng ngần ở trong gang tấc. Cậu sợ hãi, cố gắng túm chặt lấy tay áo của mình. Tại sao thế? Chúng ta bị phát hiện. Giọng anh vẫn bình tĩnh. Không biết khi nào người nọ tới. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ tôi qua đó mở cửa. Tôi đếm đến ba. Phải lập tức chạy ngay đấy nhé trung nhớ đến con dao vẫn đã xuyên qua ngực của nhã đan máu tươi thì đã thấm ra chảy dọc theo lưỡi dao tí tách tí tách rơi xuống đất nếu nó đâm vào ngực của minh không đột nhiên run người sắc mặt của cậu hơi tái nhật hẳn đi cậu cắn răng thoát khỏi cái ôm của anh tiến lên trên trước vài bước tôi đi mở cửa tôi vẫn còn ba mạng nữa minh chăm chú nhìn bóng lưng của cậu khóe miệng của anh từ từ nhếch thành một nụ cười hình cung vươn đôi bàn tay run rẩy chung lẩy then chốt ở trong cửa theo lực xoay tròn phát ra tiếng cạch cạch bỗng tiếng mở cửa chói tai tiếng vang mỏng manh mà nghe nhức nhối ngay khoảnh khắc mở cửa đèn bàn trong phòng ngay lập tức tắt ngúm đi chỉ còn cái hành nguyệt âm u lạnh lẽo màu trắng đen cả thế giới dường như mất đi sắc điệu vốn có của nó trung đếm từng nhịp tim mạnh như tiếng trống cắn răng tiến ra ngoài một bước hành nguyệt dài trống không chẳng có một bóng người nào cả có lẽ tên ác ma giao đã đi về hướng khác rồi thì phải trung nhìn chính sảnh, cách đó cũng không có xa miễn cưỡng hít một hơi cậu cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng hỏi chúng ta cứ tiếp tục lên lầu hai chứ phía sau không có ai đáp trả lại chỉ có tiếng cửa gỗ kéo kẹt mà thôi sắc bén và chậm chạp ở nơi như thế này nghe như tiếng ma quỷ nỉ non vậy trung đột ngột quay đầu lại căn phòng hầu như bao trùm bởi một bóng đêm cửa gỗ màu trắng vẫn đang từ từ đóng lại ngay vào lúc ấy cậu tưởng tượng mình đang bị ai đó sắp bóp cổ trung hầu như không có thể thở nổi được tuyệt vọng và còn nặng hơn là cả sợ hãi cái chết cậu cố gắng khản giọng gọi tên anh minh Minh! Giọng nói của cậu như viên đá quăng xuống dưới vực sâu, chỉ tạo thành một cơn gợn sóng nho nhỏ. Khi ánh sáng âm lãnh trước mặt dần dần trở nên mông lung, cậu lùi về một bước, chú ý tới tờ giấy màu đỏ đậm đang được treo trên cửa. Trên đó có dòng chữ viết, tôi ở đây. Người đứng trước cậu lãnh đạm đáp, mau theo tôi. Trung xoay đầu nhìn anh, không biết mình đã lên trước đứng từ lúc nào. Cậu vội vàng bước nhanh theo đuổi. Cậu không dám nghĩ nữa, bởi vì biển số trên cánh cửa dường như khắc tên mình. Hai người bước nhẹ, đi thẳng đến đại sảnh. Cửa lớn biến mất chỉ còn một mỗi một bức tường màu trắng. Tia chớp chói lóa, lộ sau tấm kính cửa như có như không chiếu vào đại sảnh. Giờ phút này chính đại sảnh hoàn toàn đã thay đổi hình dạng. Đèn treo pha lê lấp lánh trên tường, rơi xuống đất vỡ vụn, đồ dùng trong nhà xa hoa cao quý rơi tứ tung, trên đỉnh còn răng đầy tơ nhẹ. Duy chỉ còn mỗi chiếc đồng hồ tận chung với cả cương vị công tác, đồng được quả lắc, phát ra thứ âm thanh nặng nề như tiếng rên rỉ của một lão già chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Sấm chớp thì cứ âm âm như là xé rách lớp ngụy trang của căn nhà. Đám ma quỷ rút cuộc cũng đáp bại lộ cái khuôn mặt dữ tợn của chúng. Chỗ này chắc chắn không có thứ họ tìm kiếm. Mình bước đi như không chạm đất, trực tiếp vòng lên trên cầu thang lầu 2. Anh đi quá nhanh, Trung đang bám theo, cũng bị bỏ lại một khoảng ở phía đằng sau. Cầu thang rất lâu chưa được tu sửa. Lúc dẫm lên phát ra những tiếng kéo kẹt, ngẫu nhiên có vài miếng gỗ bị mục nát. Dầm một tiếng vỡ nát, sụp thành một cái lỗ. Con chuột rất lớn bị chấn kinh, hoảng sợ chít chít rồi nhảy ra cái lỗ hỏng rồi chạy một mạch xuống dưới cầu thang. Trung sợ hãi đạp sai chỗ, bị thọt chân xuống dưới, cho nên cố gắng nắm lấy tay vịn, cẩn thận từng bước, từng bước một. Nhưng cầu thang quả thực là rất dài, cậu mới đi được có một phần ba mà bóng dáng của Minh cũng đã biến mất. Lầu trên dường như rộng hơn cả cái chính sảnh, ánh đèn dầu lấp lé trên đỉnh cầu thang, phản chiếu một bóng người vặn vẹo. Trung không dám tiến lên nữa, trên thực tế cậu không thể đi được. Có cái gì nắm chặt vào mắt cá chân của cậu, một thứ bé nhọn xuyên qua miếng vải mỏng đâm vào da thịt. Cậu bất động hơi cúi xuống, một bàn tay gầy chơ xương xuyên qua kẽ hở tay vịn chặt chẽ bóp lấy chân của cậu. Nhìn theo dọc bàn tay, một gương mặt trắng bệch khô khốc như thế lọt vào tầm mắt. Người khô gầy ngửa đầu, dùng đôi mắt bị chọc thủng nhìn chừng chừng vào cậu giữ tợn cười thành hình cung hắn chậm rãi đưa tay một cây dao dỉ sắt lập tức chém tới trung có người gọi cậu nhưng trung không nghe rõ sợ hãi khiến giác quan cũng đã biến mất trong nháy mắt cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi thẳng đến khi lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo cậu bị đông đến mức buông tay ra một viên ngọc màu đỏ đậm bay thẳng đến cái người khô héo kia đó chính là khuyên tai của nhã đan cho cậu bàn tay bóp chặt chân bỗng đã buông lỏng ra trung khống chế thân hình sau đó thì ngã xuống đau đớn ngoài ý muốn không phát sinh cậu ngã vào cái ôm ấm áp sau đó nghe thấy một tiếng nổ vang ngần ở trong gang tấc ngay khoảnh khắc khuyên tai chạm vào hắn lập tức xuất hiện cô gái mặc áo đỏ trên lưng của cô có một lỗ thùng máu tươi nhiễm đẩy váy. Cô thét chói tai, nhào lên người tên ác ma cầm dao. Vươn đôi bàn tay bóp lấy cổ của hắn rồi bẻ ra phía sau. Cổ của ác ma bị gập ra đằng sau. Hắn giơ con dao không ngừng chém về phía của cô gái. Nơi bị dao chém, rách toạc lộ ra xương trắng héo. Thế nhưng, cô không hề buông tay. Hai con quỷ đồng thời ngã xuống bóng tối ở dưới lầu. Mà trong khi đó rơi xuống, Cô gái bỗng quay đầu, đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ, nhìn dữ tợn đáng kinh hồn. Nhưng khóe miệng thì lại cong cong, ngọt ngào như cô gái xinh đẹp lúc mới gặp lần đầu. Trung thấy mắt khô khốc, làm thế nào cũng không thể rơi nước mắt được. Trong lòng của cậu nghẹn đến phát điên, thẳng đến khi có người vỗ mạnh lên vai. Trung! Trung chợt phục hồi tinh thần, đứng ở phía sau của cậu là Minh. Trung nhìn chằm chằm vào anh, không biết là người hay là quỷ. Trần chờ nửa ngày, chỉ thấp giọng rồi hỏi. Không phải anh đi đằng trước hay sao? Ờ, cậu nói cái gì vậy? Minh dùng sức trà trà lên mặt của cậu, động tác nhìn rất là thô lỗ. Đến đầu ngón tay lại như là dịu dàng rồi vuốt về. Tôi vẫn theo sát phía sau. Lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy. Tôi đuổi theo mà không kịp. May mà... Anh chưa dứt lời, con người đen nhánh, bỗng tràn ngập lo lắng. Dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt của anh Tuấn thâm tình. Đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Trung bừng tỉnh nhớ đến người lúc nãy. Ờ, tôi thấy anh chạy lên trước, bảo tôi theo sau. Nhưng anh đi thật nhanh, cho nên tôi đã đành chạy theo vậy. Mình nói, không phải tôi, cậu bị quỷ mê rồi. Trung nghĩ mà sợ, lại nhớ đến nhã đan đã che chở cho mình. Vậy chúng ta ở lầu 2 sao? Có bị Nhã Đan giết chết hay không? Nhã Đan không thể giết chết. Nhã Nhã Đan không thể giết chết Hoàng An Chính được, cô chỉ có thể kéo chân hắn mà thôi. Mình tiến lên cầu thang một bước. Chúng ta nhanh chóng lên đó, tìm ba thứ còn lại nhanh lên. Bóng dáng vặn vẹo ở cầu thang cũng đã biến mất. Có mình đồng hành chung, cầu thang dài rất hẹp, rất nhanh cũng đã đi gần xong còn thiếu bốn bước là đến. Trên đó có một cái tràn để đèn lồng, khắc hình một mỹ nhân ôm ấp đứa trẻ sơ sinh. Tay của đứa trẻ cầm một cái đồng tiền nhỏ, trên đồng tiền đặt một cây nến cháy bập bùng. Chủ nhân của ngôi nhà đã chết từ lâu, ai lại thắp nến như thế này cơ chứ? Trung nhìn chằm chằm vào cây nến, cứ thấy không đúng ở chỗ nào vậy. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm, cuống quýt, duỗi tay túm chặt góc áo của mình. Cậu nhỏ giọng hỏi, Ê, ê, lầu hai có người hay sao? Tôi vừa nghe thấy có tiếng ai đó chạy vậy. Minh tiến lên vài bước. Ừ, cũng chưa chắc là người đâu. Trung thử ngẫm lại. Tiếng bước chân đó nghe sao cũng không giống một người. Nếu là một đám quỷ, vậy sao họ có thể yên ổn tìm kiếm tất cả đồ vật giữa một bầy quỷ như thế này cơ chứ? Trung nói. Trừ nhà Hoàng Vinh Cường, còn ai chết ở đây hay sao? Minh đáp. Không phải cậu bảo trước đó không lâu, con nâng bốn học sinh ra ngoài hay sao? Tiếng bước chân nghe như đang chạy trốn, nếu bọn họ vẫn duy trì sự hoảng sợ trước khi chết, ngược lại không đáng lo, chỉ sợ biến thành ác ma như là hoàng an chính mà thôi. Mình lại nói, có người cho rằng, người bị quỷ hại chết, thường không biết bản thân mình đã bị chết. Nếu cậu bảo nghe như là đang chạy, chắc bọn họ vẫn tưởng mình còn sống quỷ tưởng bản thân mình còn sống sợ hãi trốn con quỷ khác so với quỷ muốn chém người thì tốt hơn bao nhiêu trung đáp có khi chuyện đó lại thành tốt bọn họ chạy lâu như vậy ít ra cũng đã biết kết cấu ở đây lúc cần thiết còn có thể hỏi thăm một đôi điều ờ à, cậu nói cũng đúng nhưng mà lúc nói chuyện phải thực là cẩn thận đấy minh hạ giọng trung đến thật gần mới nghe thấy tiếng thì thầm ở bên trong miệng của anh đừng để họ biết mình đã chết đối với bọn họ biện pháp tốt nhất để thoát ra ngoài chính là tìm kẻ chết thay cho mình tất nhiên đó chỉ là một suy đoán chưa chắc là bọn họ nếu đây là nhà ma người vào thám hiểm chắc chắn là sẽ không ít tìm được bốn thi thể coi như là đã may mắn lắm rồi minh ngừng lại chủ động nắm lấy tay của trung đứng ở cầu thang không an toàn đâu lên đó rồi hãy nói. Bước lên trên bậc cuối cùng, rốt cuộc cũng đã thấy toàn cảnh của lầu hai. Hai chiếc thang trái, thang phải giao nhau tại một chỗ, sau đó rồi mở rộng, nối thẳng tới hành nguyệt. Cách chạn để đèn lồng chỉ dọi được một phạm vi nhỏ, cho nên ở đằng trước cứ thế chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Trung cúi đầu nhìn cách chạn, suy nghĩ có nên tháo nó hay là không. Không ngờ ánh đèn đã lóe lên giữa trung tâm bỗng phát hiện ra một màu trắng. Trung giật mình, cảm thấy nó không ổn. Lôi mình lùi về phía sau. Hây, cái đèn này có cái gì đó rất lạ ông ơi. Chiếc cửa sổ ở phía trước mở tang hoang. Từng trận âm phong đập vào mặt, ngọn lửa bập bùng muốn tắt đi. Nhưng đột nhiên, ngọn đèn bỗng phụt một tiếng. Ngay lúc đó thì tắt ngấm. Một ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội, chiếu sáng cả một vùng mới một khắc mà xung quanh đã bao phủ toàn màu lục quang. Đừng nói nữa. Ra đầu trung tê dại, dư quang mơ hồ nhìn bóng trắng phập phồng tiến tới. Mau mau chạy thôi, không, không, không chừng là tên ác ma đấy đấy. Không phải là tên ác ma, mình đáp. Không kịp rồi, nó đã thấy chúng ta, cậu càng chạy thì nó càng đuổi đấy. Trung cảnh giác nhìn sang, đồng từ chật phóng đại, cậu thấy một thứ thon, dài như là một con rắn bám lên trên đầu gối quấn quanh từng vòng lên bức tượng ở trong góc phòng. Đến khi leo lên cổ của bức tượng, một cái đầu rối tung thỏ ra, gương mặt thì trắng bệch, hai mắt không còn tròng đen, nhưng lại không thể nhúc nhích nhìn chăm chăm họ. Chúng thấy rõ ràng thân là rắn, hợp nhất với cả cái đầu người. Cả người của ả à kéo lê lết ở trên nền đất. Ả à ta nhìn họ không chớp mắt, miệng thì há to, cái lưỡi thì thầm lọng thè ra, dính rớt rãi đầy mồm, xì xì ra và thụt vô như là một con rắn thực sự. Trung thấy cái nhìn con rắn như là mạng nhện đang quấn chặt lấy họ, mình vẫn vững vàng che chắn đằng trước. À cô dài nhìn chăm chăm vào hai người, một lát sau bỗng cười hì hì, tiếng cười như là một đứa trẻ, bén nhọn đến đáng sợ, quanh quẩn giữa không gian lầu hai ả à ta vươn cổ dò xét đầu chĩa tới chung, cứ cười hì hì tự nhiên mở miệng nói chuyện giọng của ả à cũng trói tai như vậy nói năng thì như là vẹt kẻ chết thay kẻ chết thay <laughs> trung vô cùng kinh hãi muốn lùi về nhưng cổ tay của mình đã bị nắm chặt cậu không thể lui được nữa chỉ đành trơ mắt nhìn ả à duỗi cái cổ thật là dài tuy là hướng về phía của trung nhưng lại trừng mắt nhìn minh à nâng giọng the thé kẻ chết thay kẻ chết thay <laughs> đúng lúc đó minh đột nhiên vươn tay ngón tay xinh đẹp lấp lóe tia sáng u linh anh đưa tay về về bức đèn cổ của à thì bỗng nhiên dừng lại sau đó thì há miệng to chỉ một khắc sau tiếng kêu thảm thiết vang lên hòa cùng với cả mấy ngụm máu lớn à không ngừng la hét thảm thiết, cố ý lắc lư đến chỗ của mình. Nhưng anh không cho ả à cơ hội. Chỗ về bấc đèn hướng lên trên, ánh đến thì u lục bập bùng giữa hai đầu ngón tay. Thoáng cái đã bị dập tắt, tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt. Ả à ta trợn mắt, hai con mắt tròn xoe, vặn cổ uể oải ngã xuống đất. Tiếp đó đã hóa thành một đống bụi mù, hòa tan vào trong không khí. Đèn đuốc lúc này cũng đã tắt hết hành nguyệt đằng trước lại hơi sáng lên. Từ bên ngoài nhìn vào, trông cứ mờ mịt, âm u như thế nào vậy? Giống y như là đám mây nặng nề lúc bình minh. Cũng nhờ cái ánh sáng nhật nhạt ấy, nên mới có thể thấy được nơi nơi nữ quỷ biến mất, có một hình nộm người bằng giấy đang nằm bất động ở đó. Mình bước lên vài bước, khom người nhặt lấy nó. Người giấy được vẽ giống y như người thật, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra đó chính là nữ quỷ tóc dài mặc váy. Khuôn mặt cũng vẽ rõ ràng, chỉ có hai đôi mắt là không tô con người. Trên cổ còn kéo một đường màu đen thật là dài, quả thật là y như đúc. chung chừng chừng người giấy ở trong tay, vẻ mặt thì khó tin. Đó, đó là cái gì vậy? Chính là nữ quỷ vừa rồi đấy. Còn đây là người giấy chết thay người ta hay gọi là hình nhân thế mạng đó. Trung không dám tin, cậu dưới tay cẩn thận muốn đụng vào, nhưng sợ nó lại cháy nữa. Ngay cả thứ này mà nhà họ Hoàng cũng có hay sao? Minh không có để ý lắm. Cậu quên mất là nhà mẹ đẻ vợ trước của Hoàng Vinh Cường là làm gì hay sao? Có thể là họ hại chết người nào đó, cho nên cố tình dùng thứ này để mà tránh tai họa. Trung đáp, gì, gì mà tránh tai họa chứ. Tôi thấy giống gọi quỷ hơn đấy chứ. Vậy còn anh, sao anh lại biết mấy thứ này? Minh cười. Ờ, thì bà tôi vốn là tin thần với cả quỷ, cho nên mấy thứ này tôi cũng biết chút ít đi mà. Trung gật đầu, đột nhiên rồi hỏi. Nhưng chẳng phải anh bảo không nhớ chuyện trước kia hay sao? Miệng của Minh cứng lại, anh buông mắt nhìn Trung. Một lát sau thì nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần. Sau khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện. Có lẽ trước đây chúng ta từng quen biết nhau thật đấy. Trung bán tín bán nghi, nhưng cậu không có hỏi nữa. Cậu đối với cả mình có một loại tín nhiệm thuần khiết. Loại tín nhiệm này khiến sự hoài nghi của cậu không bao giờ trở thành hình. Thấy Trung vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, mình không giải thích. Anh nắm lấy tay của người giấy, kéo đường màu đen lên trên cổ của nó, hai ngón tay thì kẹp lại như muốn cắt cho ngắn. Cuối cùng, đâm vào đầu của ngón tay, một giọt máu đỏ tươi bỗng rơi nhỏ ở trên người giấy. Trung ngơ ngác nhìn thủ pháp lưu loát của anh. Trông không giống như là mấy phim thầy bùa ở trên mạng mà anh vẫn thường hay xem. Mình chỉ liếc mắt cười cười với cả cậu, đợi máu tươi đến giữa chán của người giấy rồi mới đưa cho Trung. Cầm lấy, nó có thể giúp cậu tránh được tai họa một lần đấy trung nhận lấy theo bản năng lại đẩy trở về không được tôi vẫn còn ba mạng nhưng anh chỉ có hai thôi nếu chắn tai họa được thì anh nên dùng nó mới đúng minh đáp ờ với tôi thì vô dụng nó hấp thụ máu tôi rồi chỉ có thể là giúp cậu chắn được mà thôi ý của anh là sao trung nóng nảy cậu không thể hiểu được máu của anh thay tôi chắn tai chẳng lẽ lại dùng mạng của anh thay tôi chắn hay sao minh không nói lời nào chỉ cười rồi lắc đầu trung khó thở muốn xé nát người giấy ra lạnh nhớ máu của minh cũng đã thấm vào không biết xé một cái thì có bị gì hay không anh chỉ còn hai mạng nữa thôi anh lấy gì thay tôi chắn cơ chứ minh vẫn mỉm cười một hồi sau mới nghe thấy anh nói tôi chỉ muốn cậu bình an không gặp chuyện gì mà thôi trung liếc mắt mặt càng nóng hơn minh không có nói nữa quay qua đi vào hành nguyệt dài. Chúng hết cách, chỉ đành cất người giấy vào bên trong, nhanh chóng đuổi theo. Hành nguyệt quả thực là rất rộng, trên tấm thảm nhung có dính đầy cho bụi, dẫm lên như không nghe thấy tiếng động gì cả. Bên trái của hành nguyệt là phòng, còn bên phải thì có rất nhiều cửa sổ. Trên pha lê dán đầy phù lục màu vàng, gió hành nguyệt thì cứ thổi vù vù. Chữ màu nâu đỏ trên phù lục vặn vẹo như là sống lại với vô số tiếng lách cách của các vong linh đang đập mạnh vào tấm cửa, ý đồ phá tan cái lồng giam của những con ác quỷ. Màu của căn phòng thứ nhất có tông khá trầm, trên đó còn vẽ vời những cái hình ảnh trông rất là quỷ dị. Lúc đi ngang qua, có thể nghe thấy những âm thanh răng rắc vang lên. Chúng đưa sát tai để nghe thử, những tiếng động ngược lại biến mất. Cậu không dám động đậy, định quay nói chuyện với cả Minh đã thấy đối phương đẩy căn phòng thứ hai rồi nhẹ nhàng bước vào tiếng kéo kẹt lại tự động vang lên trung vội vã đuổi theo căn phòng thứ hai trông rất là rực rỡ trên tường vẽ một cái cầu vồng bên dưới là một con heo đất nhỏ ngơ ngác ôm dưa hấu nhìn khách đến đẩy cửa tiến vào bên trong hai cái đèn ngôi sao treo ở trên cao đang lấp lánh tỏa sáng thong thả xoay xoay mấy vòng đây là một căn phòng trẻ em bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi bên kia là ô tô mô phỏng máy vặn trứng hộp đồ chơi trái cây giả rất rất nhiều thứ để lung tung khắp phòng như một khu vui chơi nho nhỏ một góc khác thì đựng đầy những trái banh đủ sắc màu bao phủ xung quanh chiếc cầu trượt con voi trung nhìn quanh cảm thấy có phần hơi lạ ờ đây đây là phòng đồ chơi của hoàng minh tú hay sao minh thấp giọng ờ có lẽ là vậy đấy Trung nghe không rõ anh nói gì. Lúc tiến vào thì chú ý tới cánh cửa vòm ở trên tường. Nó thông với cả căn phòng thứ nhất. Cánh cửa vòm có một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay. Bên trong thì tối đen như mực. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Trung nhìn nhìn vào vòm cửa. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình sang bên này. Cậu không dám tới gần. Lập tức chuyển ánh mắt. Nhanh chóng đi đến chỗ của mình. Mình từ cái hộp đồ chơi lấy ra mấy quyển tập tranh lật lật ra xem. Thấy Trung tiến lại thì cũng thuận tay đưa cho cậu một quyển. Ê, hey, coi cái này đi. Trên tấm bìa là một con vịt đang đứng ở trên trái banh. Trung mở ra mới biết đây chính là tập tranh vẽ mà mấy đứa trẻ hay dùng. Qua loa lật lật, tuy nét bút còn thô giáp đơn sơ, nhưng vẽ thì rất đầy đủ chi tiết. Trang thứ nhất màu sắc rực rỡ, là một bức tranh gia đình, người đàn ông bụng to, người phụ nữ gầy như là que trúc. Nắm tay của hai đứa trẻ giống nhau y hệt, miệng bốn người đều được vẽ bằng bút lông đồ chơi màu đỏ, nhìn như là đang há cái mồm to đầy máu. Trạng thứ hai thì vẽ một căn nhà, mặt trời ấm áp mỉm cười, mây trắng thì bồng bềnh. Bên trong họ trồng đủ loại các loại hoa hình thù kỳ quái, các nét vẽ đều có đồ màu lam, Trang thứ ba lại là bức tranh gia đình, vẫn là người mẹ gầy gò. Đứng bên cạnh bà là một đứa trẻ mặc đồ màu đỏ, trung giật mình, vội vàng lật qua. Cho tới trang thứ tư vẽ cái giường. Trên cái giường có hai mẹ con mặc đồ màu đỏ nằm ở đó. Bên cạnh là một người đàn ông bụng to, nắm lấy tay của một đứa trẻ. Đứa trẻ thì há mồm như đang khóc lớn, còn người đàn ông thì mỉm cười. Cây bút màu đỏ như đồ lại hình cung rất nhiều lần nét mực đậm xuyên qua tận mấy trang giấy. Sau đó bức tranh chỉ còn có ba màu đen, trắng và màu đỏ. Cũng là căn phòng đó, hai đứa trẻ, một đứa màu đỏ, đứa còn lại thì lại là màu đen. Bọn họ xuất hiện ở nhiều nơi, vườn hoa, phòng khách, hành nguyệt dài, cầu thang. Hai đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ngẫu nhiên còn xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ gầy gò, bà được vẽ bằng màu đen biểu hiện như là đang khóc nhưng nước mắt thì lại có màu đỏ sau đó bức tranh trở nên qua loa chỉ còn lại mấy đường cong mông lung ngẫu nhiên còn lẫn mấy trang bình thường nhưng đứa trẻ màu đỏ thì không còn nữa chỉ còn đứa trẻ màu đen đang lẻ loi đứng ở một chỗ hai đôi mắt thì chảy ra những giọt máu được tô lên bằng thứ màu đỏ trung càng xem thì càng cảm thấy sợ hãi Đến trang cuối cùng thì nhịn không được nên đắt sởn tóc gáy. Bức tranh vẽ người phụ nữ gầy gò ôm đứa trẻ màu đen. Đôi mắt của hai người đỏ tươi đều tỏ vẻ giận dữ. Trung kéo mình, đưa tập tranh cho anh. Ê, hey, nhìn này, cái này đi. Đứa nhỏ Hoàng Minh Tú vẽ thực ư. Minh nhận lấy rồi lật đặt. Không phải Hoàng Minh Tú vẽ. Trung khô cằn nói. Vậy thì ai vẽ đây? Minh liếc cậu một cái mờ mịt đáp. Con ruột của Hoàng Vinh Cường không chỉ có một. Trung thấy tay chân của mình lạnh ngắt, lại nhớ đến tin tức ở trên tờ báo. Là con của hai người vợ sao hay sao? Nhưng sao lại cảm thấy không đúng cho lắm? Vốn có hai người vợ, nhưng tại sao chỉ vẽ có một người? Mình đưa tập tranh khác cho cậu. Lật xem hai bản này đi. Bản này tương đối đơn sơ, giống như là chỉ tùy tiện vẽ để cho có mà thôi. Bên trong đôi khi kèm theo cả mấy tờ báo cũ hoặc là mấy hộp vỏ thuốc lá. Chúng coi sấp mà Minh chỉ cho cậu. Trang thứ nhất vẽ người đàn ông bụng to, cầm tay người phụ nữ đứng trước ngôi nhà. Bên cạnh có hai đứa trẻ ngồi xích đu. Trang thứ hai thì vẽ hai đứa trẻ đang đứng ở ban công, khuôn mặt tươi cười. Dưới ban công, một người phụ nữ nằm đó, mắt bà mở trừng to. Dưới thân là một vũng máu lớn, nhìn mà ghê người. Mà chỗ đống máu đó còn vẽ một đứa bé sơ sinh rất nhỏ. Trung hỏi, đây có phải là bà vợ thứ hai của Hoàng Vinh Cường hay không? Minh gật gật đầu, đúng vậy, hẳn là bị hai đứa nhỏ kia hại chết rồi. Anh chỉ chỉ đứa bé sơ sinh ở trong bụng. Còn đây là đứa con trong bụng đã chết ư? Trung lật đến trang thứ ba, người phụ nữ gầy gò nắm tay của đứa trẻ màu đen đến đứng ở trên ban công. Trong bụng đứa trẻ màu đen vẽ một đứa sơ sinh. Minh chỉ vào. Người phụ nữ này bảo con bà ta ăn linh hồn của đứa bé kia. Trung cả kinh nói. Chuyện này cũng được hay sao? Minh nói. Quỷ ăn quỷ càng tích góp thêm được nhiều oán khí. Như vậy sẽ lưu lại dân gian càng lâu hơn. Anh Linh là thứ đại bổ, đặc biệt đối với cả mấy tiểu quỷ này đấy. Trang thứ tư thì vẽ cảnh hành nguyệt. Người phụ nữ béo đối mặt với cả người phụ nữ gầy gò, vẻ mặt thì chăn đầy sự hoảng sợ. Đến trang thứ năm, người phụ nữ béo nằm dạp trên đất, bên cạnh có một đứa bé sơ sinh ngồi đó. Trung nhận thấy đây là bà vợ thứ hai, đã chết vì bệnh tim. Trung tiếp tục lật tiếp theo. Bức tranh thứ sáu, vẽ người phụ nữ gầy nắm tay đứa trẻ, trong bụng cũng vẽ một đứa bé sơ sinh bọn họ đã ăn đứa nhỏ ở trong bụng của bà vợ. Trung lật lật xem hai lần, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người vợ của Hoàng Vinh Cường hay sao? Mình đáp, cũng có lẽ là vậy đấy. Trung chỉ vào đứa trẻ màu đen. Còn đây, chắc không phải là Hoàng An chính chứ. Vậy cái người giống hắn như đúc thì sao? Tôi hoài nghi khi người vợ của gã đã chết cũng đã đang mang thai. Cho nên Lý do người vợ nào của Hoàng Vinh Cường cũng chết khi mang thai. Minh lúc này thì sắp xếp lại các tập tranh về chỗ cũ. Bây giờ quỷ có đang đứng đâu đó nhìn chúng ta hay không vậy? Ờ, chắc là không đâu. Minh thực ra rất chấn định, lại tìm kiếm ở trong hộp đồ chơi, tiện thể nói. Nếu tôi không lầm, thì căn phòng thứ nhất có vẽ phù tự màu đỏ chính là nơi để chấn quỷ. Khẳng định là lão Hoàng kia đã từng mướn thầy bùa về để làm phép. Các em nhỏ, xin chào nhé. Hoàn nghênh tiến vào thị trấn đồ chơi. Một món đồ chơi điện tử gần đó tự động sáng lên. Màn hình xuất hiện, có một nhân vật đầu to, áo tím, cùng với cả đồ họa màu sắc rực rỡ. Cái miệng thì cười to, trong tay thì cầm cây đũa vẫy vẫy, âm thanh máy móc rung động. Các bạn nhỏ muốn chơi với các đồng bọn hay không? Bây giờ hãy lắc lắc để điều khiển trong tay, lựa chọn trứng muốn vặn. Tiếng của nó vừa dứt, điều khiển bỗng dưng lay động. Cái móc di chuyển đong đưa một lát, sau đó hạ thấp xuống chộp lấy một viên trứng vặn khoảng cách rất xa, nhẹ nhàng bỏ vào lỗ. Viên trứng cục cục trượt ra khỏi phán, sau đó lăn vòng vòng ở trên đất. Hai người không một ai động đậy. Viên trứng quay tròn mấy vòng, sau đó cạch một tiếng, nứt ra thành hai nửa. Trong đó có một hình nộm binh lính màu xanh. Lúc nhìn thấy nó, Trung đã liền kinh ngạc. Không phải binh lính đồ chơi mà Hoàng Minh Tú cầm trong tờ báo đó hay sao? Ờ, hình như là vậy đấy. Có lẽ giống như là khuyên tai của Nhã Đan, hồn của Hoàng Minh Tú cũng đã bám vào bên trong. Trung không ngờ đồ vật không đợi họ tìm mà cũng đã tự chạy đến rồi cậu còn suy nghĩ không biết nên tiến lên nhặt binh sĩ đồ chơi hay không. Đã thấy nó lung lay đứng dậy, sau đó hai chân tách ra, lạch cạch chạy về phía cửa. Nhìn binh sĩ đồ chơi chạy mất, tốc độ còn rất nhanh, đặc biệt lúc đi ngang qua cổng vòm, cơ hồ như là hư ảnh vậy. Trung trợn mắt há mồm nhìn về phía của mình. Chúng ta, chúng ta phải đi bắt nó hay sao? Mình đáp, nó muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài đấy, đi theo thôi trong lúc trò chuyện, binh sĩ đổi chơi đã đi ra hành nguyệt, hai người vội vàng đuổi theo. lúc cả hai bước ra, cánh cửa bỗng tự nhiên từ từ khép lại, ngôi sao trên trần nhà cũng đã ảm đạm. trước khi hoàn toàn chìm trong hắc ám, một nửa bàn tay tái nhợt bỗng bám chặt lấy cánh cửa, chân trước chân sau đạp lên trên hành nguyệt. bởi vì bức thảm quá mức mềm mại, binh sĩ đồ chơi thì nhiều lúc đi không vững thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần. Cũng may trên bộ phận có thiết kế xương khớp, không cần ai đỡ. Nó tự mình chống người đứng dậy. Tốc độ đi của nó thì rõ ràng là rất chậm. Nhưng cứ khi hai người đã đi đến gần, lập tức nó lại nhanh như chớp chui vào trong khe hở của căn thứ ba. Trung vặn cửa nhưng không có được. Hình như là đã bị khóa bên trong rồi. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta leo từ cửa sổ vào ư? Mình nói, ờ chờ chút đã xem như thế nào có lẽ nhờ hoàng phù dán ở trên cửa sổ cho nên không khí ở ngoài hành nguyệt cũng rõ ràng thoải mái hơn ở trong phòng rất nhiều trời lúc này thì tối âm u mịt mù như sương mờ trung đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm một mảnh góc sân vườn đầy cỏ dại góc sân vườn không có lớn lắm nhưng nhìn xuống như thế này thì trông cứ vô biên vô hạn dõi mắt nhìn đến cuối chỉ mơ hồ nhìn thấy khí đen quấn quanh hàng rào mọc hoa tường vi. Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở nơi đây. Trung thở dài, cơ hội chạy trốn quả thực là rất xa vời. Cậu tuy còn ba mạng, nhưng Minh, Trung sờ sờ người giấy ở trong túi quần, cậu không thể hại chết Minh được. Vô luận như thế nào đi nữa, cũng phải đảm bảo cho anh ấy bình an vô sự. Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp, lúc lướt qua tới cái xích đù đột ngột bỗng dừng lại. Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ, mặc một bộ quần áo màu đen như than. Trung thấy nó thật là quen mắt. Bộ dáng trông rất giống tiểu quỷ trong nhật ký. Chỉ là trên cổ của nó trái phải đều có thứ gì đó tròn tròn, giống như là một thân mọc tận ba cái đầu. Trung nhìn nó, nó cũng ngó sang. Một lát sau, nó run rẩy vươn tay, giơ một ngón chỉ về phía bên này tuy không thể thấy rõ nhưng trung lại cảm thấy nó đang sợ một thứ gì đó bên này có cái gì căn phòng trấn quỷ nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn hay sao trung nghiêng đầu nhìn theo hướng của nó chỉ sau đó thấy minh đứng ở bên cạnh gương mặt luôn mỉm cười nhưng giờ lại có vẻ âm trầm mặt vô biểu hiện hoặc nhìn giống như là bức tượng đá mà thôi trung sợ vẻ mặt này của anh đang định nói chuyện sau ót bỗng bị trọi một thứ trung cúi đầu nhìn bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng của nó tới nơi đó trống rỗng nửa bóng đen nặng nề nửa ánh sáng mờ mờ trung tiến lên phía trước cậu thấy chỗ ngoặt hành nguyệt có một thứ gì đó tròn tròn màu đen lơ lửng giữa không trung không có nhúc nhích trung lúc này thì sửng sốt đột nhiên nhận ra đó chính là cái đầu của đứa trẻ nọ. Là nó, nó đang đứng ở chỗ ngoặt, không chớp mắt nhìn cậu. Ra đầu Trung nhức nhói, lập tức lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa thì dẫm trúng chân của mình. Mình lùi một bước, vừa lúc đỡ cậu. Ê, 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 sao vậy? Trung thấy hàm của mình phát run, cậu cố nén sự sợ hãi và thấp giọng đáp. Chúng ta, chúng ta vừa đi qua. Tiểu quỷ, tiểu quỷ nó đang đứng đó đấy. Hả, Minh nhìn theo hướng của cậu nói, đáp. Làm gì có cái gì? Chẳng có cái gì cả. Anh nâng tay lên, ngón tay lành lạnh, dán ở trên chán của Trung. Sao người của cậu nóng thế? Sao lại không cơ chứ? Rõ ràng là ở bên đó. Lòng của Trung nóng như lửa đốt, giơ tay chỉ lại cho mình. Lại nhìn sang chỗ ngoặt, đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất. Đường đường chính chính, đứng giữa hành nguyệt trong miệng chảy rất nhiều máu, giống như là một bức tranh kinh dị vậy. Nó nhìn chung cười hì hì, đột nhiên mở rộng chân chạy như điên tới đây. Động tác của nó cực nhanh, chỉ giây lát sau, đã gần ngay trước mắt. Một giây kế lại biến mất không thấy đâu cả. Trung cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy, nhưng sau lưng có một bức tường. Minh và nửa hành nguyệt còn lại đều biến mất không thấy đâu bức tường đen như mực giống như là bị vừa cháy dưới ánh sáng mờ mờ chậm rãi soi sáng hình hai người một cao một thấp nắm tay nhau trung nhìn một cái rồi không dám lướt mắt xem nữa cậu quay đầu nhanh chóng chạy đi theo trực giác của cậu tiểu quỳ chắc chắn đã dở trò trên bức tường này cậu không thể ở đó được nữa mấy căn phòng trên hành nguyệt cũng không cánh mà bay chỉ còn là mấy lá bùa cửa sổ ánh sáng ở bên ngoài cũng đã rất ảm đạm. Cậu hoảng hốt phát hiện ra hai bức tường trái phải dần dần nhích sát lại. Dưới quần sáng âm u, hành nguyệt nháy mắt đã trở thành một ngôi mộ chật hẹp. Trung không dám nghĩ nữa, chỉ liều mạng chạy, sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước. Giờ phút này, cậu đang đứng trước đèn lồng mỹ nhân ôm con, không biết đèn lồng bị ai thắp lên mà mịt mờ soi tỏ cả một vùng nhỏ. Lại cúi đầu nhìn hành nguyệt chìm trong bóng tối, chung nhất thời nhớ tới ác ma cầm dao như hổ rình mồi ở phía bên dưới, còn có tiểu quỷ truy đuổi đằng sau. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện đèn lồng không có tiếng động di chuyển, lộ ra cái tầng ngầm tầng ngầm trông rất sáng sủa an ủi tâm hồn của người qua đường thấp thỏm cũng đã lo âu ma xui quỷ khiến trung tiến về phía của tầng hầm khi ánh sáng xuyên qua người của cậu chiếu trên đất trung không thấy trên bả vai của mình không biết từ lúc nào đã có thêm nửa thân ảnh trẻ con tiểu quỷ bất ngờ xuất hiện bấu chặt bờ vai của cậu trong lúc cậu đang điên cuồng chạy ngay khi cậu đứng trước một quyết định khó khăn nó đã sớm bám chặt vào vai cậu từ bao giờ cánh cửa hơi lùn phải cong lưng mới có thể chui vào được ngay khi bước một chân vào cửa một mùi tanh nồng lập tức xông vào mũi xương cốt toàn thân trong nháy mắt đã bị ép muốn nát nhừ cả người giống như là bị nhét vào một cái hộp nhỏ cậu đau đến mức tối sầm mặt mày sau đó thì ngất xỉu mất nhưng mà hôn mê không lâu sau một khoảng thời gian ngắn trung cũng đã dần dần hồi tỉnh Cậu cảm thấy có ai đó lắc lắc người mình. Một giọng nói bé trai, quanh quẩn ở bên tai không ngừng gọi cậu. Em trai, em trai à, mau tỉnh dậy, mau tỉnh. Toàn thân của cậu đau muốn chết, cách chán toàn mồ hôi lạnh, miễn cưỡng hé hé mắt nhìn. Đập vào mắt là một khuôn mặt bé nhỏ, non nớt, bĩu mồi nói với cả cậu. Em trai, em trai, mau tỉnh đi, ba tới rồi kìa. trung ngẩn ra mất tự nhiên ngồi dậy nhưng vừa mới động eo đau đớn lập tức ùa tới cánh cửa vang lên âm thanh kéo kẹt tiếng giày da thình thịch đạp trên đất một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đi đến bên mép giường gã chống đầu ở giường nhìn thoáng qua trung hờ hững hỏi an chính em trai của con như thế nào rồi vừa nghe thấy sưng hô trung không khỏi quay đầu sang nhìn đứa bé bên cạnh đứa trẻ đã sớm leo xuống giường chạy thẳng bên chỗ người đàn ông. Quả thực là rất giống với cả Hoàng An Chính phiên bản mini. Thế người đàn ông trước mặt này là ai? Trung nhớn mắt nhìn, phân tích một hồi lâu mới đưa ra kết luận gã chính là Hoàng Vinh Cường lúc còn trẻ. Nhưng giờ thì trông gã ốm quá. Đừng nhắc tới cái bụng to với cả vết sẹo lồi, ngay cả cái má cũng đã mất thịt. Da dán sát vào xương gò má trông rất là dọa người. Dường như gã không được nghỉ ngơi mấy ngày thì phải, quần thâm thì tô đậm đôi mắt mông lung, hai con người thì lõm vào bên trong, nhìn từ khí trầm trầm Trung đã bị gã liếc mà cảm thấy xương cốt càng thêm đau nhức. Cậu rời mắt, chăm chú nhìn cái bàn đèn màu đen ở bên sườn đầu giường. Đã đến giờ phút này, cậu lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu nghĩ đến chuyện quỷ bám vào người trong đầu mơ hồ xuất hiện tiểu quỷ đen như than dường như tiểu quỷ muốn nhìn cậu ký ức vốn thuộc về nó thế nhưng tại sao quỷ lại muốn cậu thấy chuyện này trung cảm thấy khó hiểu đã nghe hoàng an chính trả lời em trai vẫn khó chịu lắm không nói gì cả hắn ngừng một hồi giọng nói thấp xuống như thì thầm ba ơi ba đừng quăng em ấy ngã nữa có được hay không quăng ngã không phải đánh mà là quăng ngã. Tất cả sự đau đớn này đều do một tay của Hoàng Vinh Cường đã tạo nên. Trung cả kinh, chỉ thấy cả người run rẩy không ngừng lui về phía sau, dường như kịch liệt sợ hãi một điều gì đó. An chính ngoan, biết phải dạy dỗ em trai. Em con không ngoan, nó không chịu nghe lời của ba, chạy tới nơi bị cấm vào, thấy người của nó không nên nhìn đó là chỗ của mẹ mà em ấy chỉ muốn gặp mẹ con cũng nhớ mẹ nữa vì sao tụi con không được gặp mẹ cơ chứ không được kêu mẹ hoàng vinh cường tức giận nói à không phải là mẹ của con trung lúc này nghe thấy vậy thì co rúm người lại hoàng an chính cũng đã bị gã dọa lùi về phía sau mấy bước trong mắt thì vẫn lì lợm nhìn gã hoàng vinh cường bị hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu thở dài cúi đầu nói an chính thích mẹ bây giờ hay sao hoàng an chính nghiêng đầu suy nghĩ lắc đầu nhỏ giọng đáp không thích hoàng vinh cường vuốt đầu của hoàng an chính thấp giọng dẫn dắt thế an chính có nhớ từ khi nào mẹ lại trở nên bất thường như vậy hay không hoàng an chính nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ quay đầu nhìn người ở trên giường càng thêm hạ giọng là trước khi sinh em trai hoàng vinh cường nói đã vậy an chính có còn thích em trai nữa hay không hoàng an chính chấp chấp đôi mắt nhìn hoàng vinh cường lại quay đầu nhìn người nằm ở trên giường sau đó vẫn gật đầu đáp mẹ dặn con phải bảo vệ em hoàng vinh cường vẫn hướng dẫn nhưng mẹ con không có bình thường nữa lời của mẹ con nói đâu có thể nghe được Hoàng An chính không đáp, mắt vẫn mở to, nhìn cái má gầy gò của ba mình, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Hoàng Vinh Cường không ép hắn, lấy một cái ô tô đồ chơi từ đằng sau, biển số dán trên đầu ô tô, dùng sơn vẽ một cái X viết hoa. Trung liếc một cái liền nhận ra, đây chính là món đồ chơi rất đẹp, rất đắt tiền. Hoàng An Chính dường như đã mong đợi nó từ rất lâu. Hai mắt to nháy mắt sáng lên, nhìn nhìn món đồ chơi lại nhìn nhìn ba của mình. Hoàng Vinh Cường hỏi, An Chính có muốn hay không? Hoàng An Chính dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp, muốn. Hoàng Vinh Cường sờ sờ đầu của hắn, muốn ô tô hay muốn em trai? Ánh sáng trong mắt của Hoàng An Chính hơi ảm đạm. Hắn chu miệng nhìn chăm chăm với cái ô tô. Hoàng Vinh Cường lại nói tiếp tục em trai có gì tốt chứ vì nó mà mẹ của con đã điên rồi nó chiếm hết tình yêu của mẹ con nhìn mẹ con ngày nào cũng chỉ nhớ em trai chưa từng thấy nhắc đến con chỉ có ba thương an chính mà thôi còn mua ô tô cho an chính nữa đây này hoàng an chính dường như đã bị đả động qua một hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn người ở trên giường sau đó nói với cả hoàng vinh cường An Chính muốn ô tô nhỏ. Trung nằm ở trên giường nghe cuộc đối thoại từ đầu đến cuối. Đáy lòng chốc lát cảm thấy lạnh lẽo. Cha con này có ý gì vậy? Vì sao Hoàng Vinh Cường lại chán ghét đứa con nhỏ đến như vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này thực sự là nguyên nhân khiến cho bà vợ cả bị điên ư? Hoàng Vinh Cường trông có vẻ hài lòng với cả đáp án đó. Gương mặt của gã lần đầu tiên mỉm cười. Tuy rằng nụ cười đó lẫn lộn với cả những nọc độc, gã dối tay đưa ô tô cho Hoàng An chính. Bà tặng cho con ô tô nhỏ đây. Hoàng An Chính cẩn thận ôm ô tô nhỏ xinh vào trong lòng. Đánh giá hồi lâu, khuôn mặt hốt hoảng cũng đã dần dần nhiễm nụ cười. Cảm ơn bà. ạ. Hoàng Vinh Cường hỏi, An Chính muốn ô tô nữa hay không? hoàng an chính cúi đầu nhìn ô tô trong lòng do dự thật lâu rồi hắn nói muốn an chính rất thích ô tô ngoan chờ bà kiếm thật nhiều tiền bà sẽ mua thật nhiều ô tô cho an chính hoàng vinh cường keo kiệt thu nụ cười gã chán ghét liếc nhìn chung nằm ở trên giường lại đó bế nó lên chúng ta đến gặp mẹ con hoàng an chính cho rằng sắp được nhận quà lập tức hoan hỉ đưa ô tô cho trung nhìn thoáng qua vui vẻ nói em nhìn này ba tặng ô tô nhỏ đấy nhưng chỉ kịp liếc qua hắn lập tức bỏ ô tô xuống tủ sau đó duỗi tay bế trung lên trong cái khoảnh khắc này hắn chỉ dùng một tay để nhấc bổng trung lên trung giờ chỉ thấy đau đớn không thể nhúc nhích càng không thể thấy hình dáng của mình ra sao được nữa chắc chắn cơ thể vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, cho nên Hoàng An chính mới ôm dễ dàng đến như vậy. Thẳng đến khi họ đi ngang qua một tấm kính, trong nháy mắt, vô tình liếc mắt nhìn sang, Trung đột ngột phát hiện. Căn bản Hoàng An chính chẳng bế đứa trẻ nào cả, mà chỉ là một búp bê rách dưới mà thôi. Mái tóc vàng dơ bẩn quấn vào nhau thành mấy rúm, gương mặt trắng bạch có vài vết dạng nứt, mũi và môi như là thụt vào bên trong thoạt nhìn giống như là quái vật không có mắt mũi và miệng em trai hoàng an chính sao lại thành cái hình dạng như thế này chẳng lẽ ngay từ đầu hắn a à, thứ hắn gọi là em trai đã sớm biến thành tiểu quỷ đáng sợ hay sao suy nghĩ hỗn độn và va chạm với cả nhau đương nhiên không có ai tiến lên để mà giải đáp cả hoàng an chính đã bình tĩnh ôm búp bê theo sau lưng của cha mình đi đến hết hành nguyệt trắng đan sen lẫn cả nhau. Đi ngang qua chính sảnh bài trí đơn sơ, chân ngắn, chân nhỏ, bước lên cầu thang, thẳng đến khi tiến vào cánh cửa màu đen đằng sau ánh đèn đồng. Lúc này cánh cửa mở ra, bên trong chỉ thắp một ngọn đèn. Hoàng Vinh Cường đứng trước cửa không vào, chỉ nói với cả Hoàng An Chính. An Chính ngoan, vào đi con để em trai vào trong lòng của mẹ hoàng an chính chỉ cho rằng mình sắp được gặp mẹ vui vui vẻ vẻ tiến vào giờ phút này trung mới nhìn thấy rõ ràng cấu tạo bên trong căn phòng tối nói là phòng vậy thôi thực ra chẳng khác gì cái quan tài phù văn màu đỏ từ đỉnh rán tràn nguyệt khắp bốn bức tường trên vách tường dường như là làm từ một thứ kim loại dễ cháy nào đó có thể phản quang những dòng chữ đỏ uốn lượn giống như còn rất mới vẫn chưa khô ngoan ngoeo đến cái giường gỗ chính trên giường gỗ có một người phụ nữ gầy gò cô mặc một chiếc áo trắng mái tóc dài uốn lượn ở đằng sau lưng chỗ bụng thì dường như có một phù văn sặc sỡ giống như là những cái khác dưới ánh sáng ảm đạm gương mặt tái nhợt dường như là hơi xanh xao ánh mắt của cô dại ra nhìn đỉnh đầu đôi tay chéo lại như là ôm một vật gì đó. Đến gần chút mới có thể nghe thấy tiếng hát. Đây là một khúc hát du con. Ánh trăng cười tùm tìm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chim chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu bảo, tiểu bảo, tiểu tiểu bảo, mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Hoàng An Chính ôm búp bê trên ngực, tiến đến cạnh người phụ nữ hắn thấp giọng gọi mẹ ơi người phụ nữ dừng hát đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng liếc sang an chính phải không hoàng an chính vui vẻ bổ nhào vào trong lòng cô rồi nói mẹ ơi con đến thăm mẹ đây người phụ nữ không quan tâm hắn vui vẻ ra sao ánh mắt thoáng nhìn búp bê ở trong lòng của hắn đột nhiên vươn tay đoạt lấy búp bê trong ngực của an chính cố gắng ôm thật chặt giọng nói tha thiết hét to từng tiếng một bảo bối của mẹ bảo bối ngoan của mẹ khí lực của cô rất lớn hoàng an chính bị đẩy ngã ống quần đã dính đầy máu những giọt máu vẫn chảy không ngừng xuất phát từ bụng của người phụ nữ sau đó thì tí tách tí tách chảy xuống váy hoàng an chính ngồi dưới đất kêu la đau đớn mẹ mẹ nhìn con nữa đi hắn giống như là chú chim non bị đuổi khỏi tổ co rúm ở dưới mặt đất lạnh như băng chấp nhất gọn chỉ muốn mẹ chú ý tới mình nhưng người phụ nữ thì không hề đáp lại chỉ ôm chặt đứa búp bê ở trong lòng rồi không ngừng gọi sau một lúc cô gái lại cất tiếng hát âm thanh thì có phần suy yếu hơn ánh trăng cười tùm tìm ngồi sao chớp chớp mắt chim kêu chiêm chiếp các loài hoa đóng mắt lại hoàng an chính chống đất đứng dậy gọi mẹ hắn gọi lần nữa ngoài cửa hoàng vinh cường bắt đầu kêu lên an chính được rồi ra ngoài thôi hoàng an chính quay đầu nhìn ba lại cúi đầu nhìn búp bê ở trong lòng của mẹ nước mắt tràn ngập khắp gương mặt của đứa trẻ con hắn quay người nhanh chóng lao ra bên ngoài ba hắn bổ nhào đến chỗ của hoàng vinh cường ôm chặt lấy chân của gã không buông ba ơi mẹ không có để ý tới con hoàng vinh cường hòa ái vỗ vỗ đầu của hắn an chính con muốn mẹ bình thường trở lại hay sao hoàng an chính dùng sức gật đầu muốn sau đó dừng lại một lát nhỏ giọng rồi nói chỉ cần mẹ thôi không cần em trai nữa hoàng vinh cường lấy một cây nến sáp cháy hừng hực quanh ngọn nến cũng đã có phù văn màu đỏ gã đưa ngọn nến cho hoàng an chính cầm ngoan ném vào trong đó đi hoàng an chính lắp bắp kinh hãi hắn nhìn ngọn nến chằm chằm lại nhìn người phụ nữ ở trong phòng sẽ bốc cháy đó Hoàng Vinh Cường cúi đầu nhìn hắn. An Chính có tin ba hay không? Hoàng An Chính lớn tiếng đáp: Tin ạ. À? Hoàng Vinh Cường lại bảo: Thế bà nói làm như vậy sẽ khiến mẹ con trở về bình thường. An Chính có tin hay không? Hoàng An Chính trần chờ. Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói: Dạ tin ạ. À? Hắn tiến mấy bước, quay đầu lại hoàng vinh cường tỏ vẻ cổ vũ hắn lại đi lên thật nhanh một bước hai bước rồi lại ba bước hắn đứng trước cánh cửa giờ cánh tay nhỏ nhắn ra ngọn nến vẽ một đường sặc sỡ sau đó rồi rơi xuống đất bùng lên một tiếng ngọn lửa nho nhỏ nhanh chóng bốc thành một quả cầu lửa lớn cắn nuốt bất cứ thứ gì xung quanh căn phòng tối đã nhanh chóng biến thành một cái lò thiêu. Hoàng An Chính vẫn đứng yên ở đó, ngọn lửa từ từ đến gần, muốn qua đó liếm láp gương mặt của hắn. Hoàng An Chính theo bản năng che mặt, phía sau bỗng nhiên lại bị ai đó túm lấy, sau đó cánh cửa lập tức khép kín lại. Dòng khí cực nóng tràn nguyệt khắp căn phòng. Trong nháy mắt, Hoàng An Chính như thấy người phụ nữ đứng dậy khỏi giường, đứng sau ngọn lửa hừng hực mỉm cười với cả mình giống như là hồi hắn còn bé vậy khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt trên cái tràn đèn lồng mỹ nhân ôm con bỗng nhiên xuất hiện trong ngọn lửa đứa bé nằm trong lòng của mỹ nhân dưới ánh sáng u lục tựa như ác quỷ mở to đôi mắt đang chầm chằm nhìn. lúc này trung bừng tỉnh. Bàn tay chạm phải một thứ gì đó dính nhơm nhớp. Cả người của cậu nổi ra gà, lập tức đứng phát dậy, động tác quá nhanh, khiến cho đầu đập mạnh lên trên trần nhà. Trung đau tới mức chảy cả nước mắt, che nửa cái chán rồi lại quỳ sồm trở về. Khá lâu sau, cái đau mới có thể lui dần được. Bây giờ, cậu phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng tối. Có một cái đèn ở giữa căn phòng, vách tường bốn phía tạo thành một không gian chật hẹp. Suy nghĩ của cậu vẫn lo lắng động ở màn kịch vừa rồi. Từ khi Hoàng An chính ôm búp bê tiến vào trong phòng, cậu đã thoát ly tầm nhìn của búp bê, đứng từ góc độ người xem quan sát một màn kịch này. Đều do tiểu quỷ muốn cậu nhìn thấy tất cả những hình ảnh trong quá khứ đó. Có lẽ tiểu quỷ đã sớm chết, nhưng quỷ hồn của nó thì vẫn luôn bám víu vào trong thân thể của búp bê kia. Đứa con thứ hai chết khiến cho bà vợ cả của Hoàng Vinh Cường đã phát điên. Bà vẫn luôn nhớ đến đứa con đã mất. Cũng chính vì vậy, Hoàng Vinh Cường mới nhốt bà vào trong căn phòng tối. Thậm chí cuối cùng còn sai đứa con lớn châm lửa, thiêu sống bà ta. Tại sao Hoàng Vinh Cường lại đối xử với cả bà ta như vậy? Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Mặt tường được thiết kế dẫn cháy, trên đó còn vẽ mấy cái phù văn kỳ quái rất hiển nhiên đã bố trí hoàn hảo có thể thấy gã đã sớm mang ý định thiêu chết vợ mình ở đây nhưng gã có ý đồ gì nuôi quỷ hay sao trùng nhớ đến giây phút cuối cùng khi ngọn đèn đồng sáng lên đó chính là ngọn lửa quỷ màu u lục còn có người phụ nữ cổ dài họ gặp trước đó chẳng lẽ chính là bà vợ đã chết của hoàng vinh cường ư nhưng hình như không đúng cho lắm. Trung càng nghĩ thì lại càng cảm thấy mình hồ đồ. Cần nhắc để lát nữa gặp lại Minh sẽ bàn kỹ càng với cả anh hơn. Những âm thanh vù vù nhắm thẳng đến căn phòng. Trung bị thổi đến lạnh run. Ý thức mơ màng rút cuộc chuyển về với thực tại. Cậu vẫn còn ngồi trong cách quan tài đã từng thiêu chết người. Trung không dám ngốc nữa nhanh chóng sờ soạn muốn chui ra bên ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, vị trí then cửa vốn ở trên đó, chỉ còn cách vách tường có vài loáng dầu mỡ. Ngay lúc này, có một tiếng hát du vọng đến từ phía sau lực. Không phải là giọng của người phụ nữ, mà là tiếng của trẻ con non nớt, đầy nghẹn ngào. Trung nắm chặt đôi bàn tay, cố chấn tĩnh để áp chế cơn sợ hãi rồi quay đầu lại. Cậu thấy có một đứa trẻ một đứa trẻ đen như mực. Nó ngồi xổm đưa lưng về phía của Trung, hướng mặt đến nơi mà hồi đó mẹ đã từng hát du cho nó. Phảng phất cảm thấy có cái nhìn chăm chú của cậu. Nó chậm rãi xoay người, chính diện vẫn là một mảnh đen nhánh, không miệng, không mũi. Chỉ có đôi mắt màu đỏ như là màu máu, đang mở to trừng trừng, nhìn Trung không chớp mắt. Mau, mau ngủ ngoan, mẹ rất Thương con nó hát đến câu cuối cùng giọng nó trở nên sắc nhọn dường như phát ra tiếng sợ hãi trung ngẩn người một hồi lâu mới có thể phản ứng lại nó tự nhiên đang nói chuyện nó còn nói chuyện với cả cậu nó hỏi cậu chú ơi chú thấy rồi có đúng phải vậy không trung không biết nên gật đầu hay là không cậu nửa quỳ ở đó mưu bàn tay sờ soạn phía sau mong kiếm được chốt cửa thoát thân chú chú quả nhiên thấy hết rồi có đúng không đứa trẻ tiến lên một bước ngay sau đó cả người bỗng hóa thành khói tiếng thét chói tai không ngừng phát ra chú ơi cháu đau quá cháu đau quá mẹ bị áp quỷ ăn mất rồi chú ơi chú ơi Chúa cứu cháu với Màu cứu cháu với Trong căn phòng nhỏ chật hẹp Tiếng thét chói tai vang vọng như ruồi bỏ Liều mạng tông vào bốn vách tường Rồi lại chui vào trong lỗ tai của Trung Trung sống chết che hai tai Cắn môi không dám phát ra một tiếng Mồ hôi ướt đẫm cả sau lưng Cậu cố gắng nhìn làn khói trước mắt Nhìn nó ngày càng tiến đến gần Ngày càng sát gần hơn. Ngay lúc này không thể tránh được nữa, làn khói bỗng nhiên phụt ra một tiếng rồi bỗng tiêu tán hết. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trung lúc này đang cố tìm cửa phòng, ngón trỏ bị quẹt bật móng cả lên. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy đau, cẳng chân bỗng trở nên một cách nặng nề, giống như là bị kẹt trong một khối băng vậy. Trung cúi đầu, con người đối diện với cả một đôi mắt đỏ đứa trẻ đen như mực lại xuất hiện. Nó ôm chặt đùi phải của cậu. Bên cổ thì mọc ra hai quả cầu nhỏ, trông giống như trẻ sơ sinh đang oa oa khóc lớn. Ba cái đầu như đều thống nhất nhìn cậu một cách chằm chằm. Chú ơi! Cứu tụi cháu với! Bỗng ngay lúc này phía sau cổ đột ngột bị túm lấy, chung choáng cả đầu. Nửa người dưới không kịp phòng bị, như con lật đật ngã xuống sau đó rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc trung sao cậu lại chạy tới chỗ này trung nắm lấy cánh tay của anh minh là tôi minh tôi đây hơi lạnh truyền vào mu bàn tay của trung cậu run rẩy thấy người của mình nóng dại cả lên giống như là mới bị nhúng vào lửa vậy thẳng đến giờ phút này cậu mới tìm lại được cái cảm giác còn sống xúc động mãnh liệt rốt cuộc đã bạo phát cậu xoay người ôm chầm lấy minh lực đạo mạnh đến nỗi muốn khảm mình vào cơ thể đối phương hương vị quen thuộc quanh quẩn trong gian mũi như liều thuốc chấn an sự kinh sợ của cậu ôm như vậy được một lát trung dần dần ổn định trở lại mới phát giác tư thế này thực sự là quả đáng xấu hổ vội vàng buông tay lui ra vài bước vò vò đầu của mình cả tai cũng đã đỏ dần lên cậu gặp cái chuyện gì vậy À, anh à, à, à mới vừa đi đâu vậy sao tôi tôi gặp đứa bé màu đen ở trong hình vẽ vừa rồi cậu gặp nó ư ừ? tôi vẫn luôn ở đây người mất tích là cậu ấy ủa tại sao lại như vậy được trung thấy anh có gì đó không ổn chỉ nghĩ anh giận vì tiểu quỷ trêu cợt vội nói tôi thấy tiểu quỷ xông tới chỗ của chúng ta sau đó quay đầu lại đã không thấy anh cả khúc hành nguyệt đằng sau cũng đã biến mất cho nên tôi đã đành phải chạy về phía trước. Ờ, kết quả là Minh hở hững đánh gãy lời của cậu. Quỷ che mắt rồi. Trung vẫn chưa nghe rõ. Cái gì cơ? Minh đáp. Tiểu quỷ đã che mất đôi mắt của chúng ta, cho nên trong mắt của đối phương đều không nhìn thấy nhau được. À, thì ra là vậy. Trung nói. Thế sau đó anh gặp chuyện gì? Sao lại tìm được ở nơi này? Chẳng gặp gì cả mình liếc mắt nhìn khoảng tối ở dưới cầu thang anh kéo trung qua đừng đứng ngây người ra nữa chúng ta tiếp tục đến chỗ lúc nãy căn phòng thứ ba dường như đã mở ra rồi trung cũng thấy chỗ này thực sự là tối tăm cậu không ngừng nhìn xung quanh sợ lại xuất hiện quỷ cổ dài gì đó may sao thẳng đến khi bọn họ trở về hành nguyệt mọi thứ đều rất bình thường cậu đang định kể cho minh nghe hồi ức khi ban nãy nhưng không rõ tại sao lại nhớ đến bộ dáng tiểu quỷ đầu tiên con tiểu quỷ màu đen đó thực sự là kỳ quái sao lại mọc thêm hai cái đầu cơ chứ bẩm sinh dị dạng hay sao minh nhìn cậu hỏi một câu chưng hửng sợ à trung không rõ ý tứ của anh do dự một hồi lâu rồi gật đầu ờ sợ hai cái đầu đó là hai anh linh nó nuốt vào vô tình là vật chứa cái ác anh linh vốn hung ác nhất huống chi mẹ còn bị giết chết, quán khí thì đã ngập trời. Đứa trẻ kia thiếu người mẹ quỷ giúp nó áp chế. Hai anh linh đó tự nhiên sẽ chui ra cướp đoạt linh hồn. Ba hồn tranh chấp có khả năng rơi vào tình huống tiêu biến mất, cho nên nó chỉ có thể tác quái như thế mà thôi. Trung hỏi, ai? Mẹ nó không ở đây sao? Chẳng lẽ là quỷ cổ dai? Minh đáp, không phải, cậu quên rồi hay sao? mẹ nó vẫn bị phong ấn ở trong căn phòng thứ nhất. Còn quỷ cổ dai chỉ là một ác linh ngoại lai mà thôi. Vậy Hoàng An Chính đâu? Hoàng An Chính trong hồi ức tiểu quỷ vừa rồi. Tuy nhỏ yếu nhưng ngoan độc. Hắn bị ba mình xúi dục tự tay thiêu chết mẹ của mình trong căn phòng quan tài kia. Sau lại cầm dao chém chết cả nhà Hoàng Vinh Cường. Chúng nhớ đến hình ảnh dao xuyên ngực mà lạnh thấu tim. Hoàng An Chính sẽ lên đây hay sao? Có khi nào bị... bị nhã đàn... Nhã đàn không thể giết hắn. Yên tâm, hắn không tới đâu. Ở đây dán rất nhiều phù chú, đủ để chấn trụ sự hung ác của hắn. Trung còn định nói gì, mình lại vỗ vai của cậu. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Nói được giam ba câu, hai người đã đến căn phòng thứ ba. Giờ phút này trong phòng vang lên một giọng hát khe khẽ bóng ma vẫn còn lẩn khuất đâu đây, trung không tự chủ lùi lại mấy bước, bỗng tay vịn xoay hai vòng rồi dừng lại. trung hỏi cửa mở dưới ư? mình đáp, cậu đẩy ra thử xem. trung tiến vài bước nhỏ, lo lắng đề phòng đến trước cửa, chuẩn bị tâm lý một hồi, rồi mới duỗi tay nắm lấy tay vịn. cánh cửa dễ dàng đã được mở ra, trung cẩn thận đẩy vào trong lại nghe thấy một loạt âm thanh lạch cạch âm thanh đó giống như là tiếng hú kẹo bị đổ xuống dưới đất vậy cũng may có một cái cửa sổ sắt đất ngoài cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong có thể nhìn thấy rất rõ ràng cậu vừa cúi đầu thì cầm nín ngay dưới chân tự nhiên có mấy chục binh sĩ đồ chơi áo xanh đang đứng khắp ở dưới sàn Trung lúc này thì khom lưng nhặt một binh sĩ đồ chơi mấy binh sĩ đồ chơi mặc áo lục nằm ở dưới mặt đất dãy ruộng đứng lên. Sau đó theo nhịp bước đều, nhanh chóng tiến vào khe tủ gần nhất. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng nào nữa. Chắc không phải mỗi con đều chứa một linh hồn chứ. Không phải. Minh cầm lấy binh sĩ đồ chơi. Binh sĩ đồ chơi kẹp giữa hai ngón tay vặn vẹo cố sức trốn thoát. Thế nhưng lực lượng nhỏ bé như con kiến chẳng có ăn nhầm gì. Cậu xem này, đây là tiểu binh đoàn trưởng trung ngó nhìn lại chỉ thấy trên cái túi áo ngực đã đính rất nhiều ngôi sao hả chẳng lẽ còn có chỉ huy binh đoàn hay sao minh cười nói <cười> tất nhiên không phải trẻ con rất đơn thuần khi chấp niệm một thứ quá sâu nhiều đồ vật sẽ sinh linh tính huống chi là người như hoàng minh tú sau khi cậu bé chết sẽ hóa quỷ Muốn dùng ý niệm để thao túng mấy thứ đồ chơi này lại rất dễ dàng đấy. Nếu tóm được binh đoàn trưởng, vậy những binh sĩ đồ chơi còn lại không cần phải tìm nữa. chung cất binh sĩ đồ chơi xong mới nhìn một vòng quanh căn phòng. Căn phòng thứ ba, sơn màu hồng tràn đầy sức sống. Rõ ràng là phòng của nhã đan rồi. Nhìn cách bài trí là cũng đã đủ biết. Tủ quần áo hình Hello Kitty màu hồng chiếm gần nửa gian phòng. Ở góc bên kia là một chiếc giường đơn, chăn gối ngăn nắp, gấu bông chất đầy cả giường. Cạnh cửa sổ có một giá để sách, trên đó toàn là sách báo dành cho thiếu nữ mới lớn. Đối với cảnh tượng cô gái đã chết trước mặt của mình, tuy không phải là một cảnh thực, chỉ là cái cảnh tái hiện lại của âm hồn, nhưng trong lòng của Trung vẫn cảm thấy rất buồn. Trung bất giác rút một quyển sổ hoa văn màu bạc hà giữa cả đống sách báo kia, Trung lật lật dở vài tờ. Là nhật ký của Nhã Đan. Mình bước hai bước đến bên cạnh cậu. Trên đó đã viết những gì vậy? Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 ảo ảnh biệt thự của quỷ do tác giả Minh Hoàng. Hãy cùng đón trực tiếp phần 3 sẽ được phát hành vào giờ này ngày mai để cùng bước theo chân của Trung và Minh khám phá ngôi biệt thự kỳ bí này để biết thêm những chi tiết lúc chết của nhã đan ra làm sao ngay tại căn phòng màu hồng của mình như thế nào còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai trân trọng cảm ơn